Tổng kiếm tiền 800 triệu dân, các bạn nhận 100 cổ phần cổ phiếu nha các bạn. Đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình rồi bấm vào một website ATM. Kiểm tên đăng nhập thì bạn ghi chữ thường các bạn, có số điện thoại bạn bắt giao địa chỉ mail bắt khẩu rồi bạn bấm đăng ký. Rồi đó. Đăng ký thành công các bạn vào mail mà confirm mail các bạn để đăng nhập tài khoản các bạn. Rồi mình có tài khoản rồi mình đăng nhập các bạn. 100 cổ phiếu này tặng cho 110.000 cái đầu tiên các bạn. Rồi để phân các bạn để chờ mình đăng nhập các bạn. Chương trình này nó kết thúc vào ngày 6 tháng 3 năm 2020 các bạn. Bữa nay ngày mấy vậy ta? Bữa nay ngày 4, còn 2 ngày các bạn đi làm để nhận 100 cổ phiếu của phần các bạn. Là đủ 10.000 AD của nó đó. Rồi đầu tiên các bạn sau khi các bạn đăng ký tài khoản rồi các bạn bấm vào hình trái tim góc bên tay phải của các bạn nè. Rồi các bạn bấm vào một chi tiết tài khoản nè. Đây các bạn nhận tiền chứ các bạn. Mình nhận được 100 cổ phiếu của phần nha. Rồi đây các bạn. Rồi mình đã nhận được 100 cổ phiếu của phần này các bạn. Rồi các bạn vào ba cho anh đi. Thông tin giới thiệu rồi không? Các bạn mới nhấp vào hình trái tim nữa nha các bạn. Hình trái tim nữa nè. Rồi bấm nhấp vào cây hệ thống nha các bạn. Video này mình làm đi, nếu video sau mình hướng dẫn các bạn rút tiền nha các bạn. Rồi, sau khi nó ra những cái giao diện như vậy nè, các bạn click vào hình ba chữ gạch nè, các bạn chọn trang web cho máy tính nha các bạn. Rồi nó ra như vậy, phát triển cộng đồng, các bạn bấm vào phát triển một phát triển cộng đồng nha các bạn. Rồi, các bạn copy link ghép này chia sẻ cho bạn bè và người thân đây nha, kiếm thêm cái đồng, kiếm thêm cổ phiếu nha các bạn, cổ phiếu. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới, mình sẽ hướng dẫn trả lời các bạn. Các bạn như thế tìm hiểu tiếng Việt không ạ các bạn, với bạn à. Mình làm video ngắn hướng dẫn các bạn nhận thôi. Giờ rút tiền thôi, chào tạm biệt tất cả các bạn nha.